Ban chỉ đạo công tác tôn giáo dân tộc huyện Cờ Đỏ tổ chức tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đồng bào dân tộc thiểu số huyện Cờ Đỏ chiếm hơn 7% dân số toàn huyện. Đời sống của bà con ổn định, huyện có 12 cơ sở thờ tự tín ngưỡng với trên 65.400 tín đồ. Hoạt động của các tổ chức tôn giáo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trong năm qua, đồng bào tôn giáo dân tộc thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các phong trào thi đua ở địa phương. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình dự án đầu tư hạ tầng nông thôn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, các chính sách an sinh xã hội, chính sách giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bà con. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận đưa ra giải pháp thực hiện hiệu quả công tác tôn giáo dân tộc trên địa bàn huyện Cờ Đỏ năm 2024.